Nực cười chuyện bào chữa trên mạng của luật sư Nguyễn Văn Miếng. Ngày 16 tháng 8 năm 2022, Y Yonye ra tòa lần 2, phiên phúc thẩm án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Kết quả, y án 4 năm tù giam vì không có tình tiết mới để giảm nhẹ hình phạt cho Y Yonye. Luật sư bảo chữa cho Y Yonye là Nguyễn Văn Miếng, vẫn chỉ biết lên mạng thét gào, oan trái chủ, nhưng không đưa thêm được bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cho cái sự oan của Y Yonye. Vẫn biết với tư cách là một luật sư tham gia bảo chữa trong vụ án, thì Nguyễn Văn Miếng phải có nghĩa vụ bảo vệ cho thân chủ của mình. Nhưng nhìn cái cách mà luật sư Nguyễn Văn Miếng lên Facebook bảo chữa, tìm cách bảo vệ cho Y Yonye thì đúng là chuyện được cười. Y Yonye là người dân tộc Ê Đê, trú tại buôn Pức Prong, huyện Cư Cun, tỉnh Đắk Lắk. Đối tượng này đã từng bị kết án về tội phá hoại chính sách đoàn kết sau khi chấp hành án phạt. Năm 2011, Y Yonye ra tù và về địa phương sinh sống cùng vợ con. Những tưởng sau khi chấp hành án, Y Yonye đã nhận thức được những sai lầm của mình gây ra, lấy công chuộc tội lại những lỗi lầm của mình cho gia đình, buôn làng, xã hội. Ngược lại, Y Yonye đã móc nối và liên lạc với số chống đối chính trị trong và ngoài nước như Y Quynh Brắc, Y Phơ Hơ Đuê, Nguyễn Đình Thắng, Nguyễn Văn Đài, bị số đối tượng này lôi kéo tham gia cái gọi là lớp học trực tuyến về nhân quyền và tự do tôn giáo. Người thượng đứng lên vì công lý, MSFG, Ủy ban Cứu Người Vượt Biển, BPSOS. Số đối tượng đã thường chỉ đạo Y Yonye viết bài để gửi cho chúng đăng tải nhằm tố cáo Việt Nam không có nhân quyền tự do tôn giáo. Bị chính quyền và lực lượng công an đàn áp, qua đó sẽ nhận được tiền ủng hộ từ bên ngoài. Trong năm 2020, Y Yonye đã liên tiếp viết 3 bài, nội dung xuyên tạc về tình hình của bản thân, gia đình, buôn làng và trong huyện Cư Cun, tỉnh Đắk Lắk, cho rằng bản thân và gia đình bị lực lượng công an sách nhiễu, chính quyền cưỡng bức, người dân không được tự do tôn giáo, đi lại, sinh sống, để gửi ra cho số đối tượng chống đối bên ngoài sử dụng chống phá đất nước. Ngày 20 tháng 5 năm 2022, Y Yonye bị Viện Kiểm sát truy tố tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Sau khi xem xét đánh giá hành vi phạm tội, cân nhắc tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Tòa án Nhân dân huyện Cư Cun đã tuyên phạt Y Yonye mức hình phạt 4 năm tù giam. Đây là cái giá cho hành động còn nông nổi, ngơ ngạch khi nghe theo lời của nhóm đối tượng thù địch ở bên ngoài như Y Quynh Brắc, Y Phơ Hơ Rê, Nguyễn Đình Thắng, Nguyễn Văn Đài. Ngay trong phiên tòa, ngoài số người thân là bà con, người thân trong dòng họ, gia đình của Y Yonye tham dự, còn hiện diện một số gương mặt quen thuộc trong làng dân chủ như Đặng Đăng Phước, Võ Ngọc Lục, Ngô Thuộc, chẳng biết mục đích đến để làm gì sau khi người dân phát hiện đã bị chửi té tát, đuổi thủi ra về.